Chào các em, chúng ta tiếp tục với nội dung của môn thông tin di động. Buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ đi về tổng quan hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba. Về nội dung của hệ thống thông tin di động thứ ba thì chúng ta sẽ đi vào các khái niệm chung cũng như là cái kiến trúc 3G của cái hệ thống UMTS cái release thứ ba, và sau đó là chúng ta sẽ xét tiếp ba cái release nữa, đó là release 4, 5 và 6. Vậy UMTS là gì? UMTS là cái hệ thống thông tin viễn thông di động đa năng. Đây là cái chuẩn IMT 2000, là một trong những cái giải pháp triển khai để mà tái sử dụng cái phần lớn cái nền tảng GSM đã được xây dựng. Vì sao như thế? Bởi vì là nếu như mà chúng ta triển khai một cái mạng mới hoàn toàn á, thì tất nhiên là cũng được thôi, nhưng mà cái chi phí đặt ra nó sẽ lớn. Tức là nếu như mà đối với lại những cái nhà cung cấp dịch vụ mới thì không thành vấn đề, nhưng mà đối với những cái nhà mạng đã có những cái thuê bao cũng như đã có các cái cơ sở hạ tầng của GSM rồi, thì bây giờ nếu chúng ta lên 3G thì không có nghĩa là chúng ta bỏ lập tức cái nền tảng GSM đã có đó, mà chúng ta sẽ chuyển qua 3G theo cái cách thức là sẽ từng bước loại bỏ dần các cái thành phần cũ và thay vào các cái thành phần mới. Tất nhiên là chúng ta sẽ bổ sung một cái thành phần mới bên cạnh cái thành phần cũ cho nó hoạt động song song một thời gian, và sau đó loại bỏ các cái thành phần cũ dần dần, thì lúc này nó sẽ giảm được cái chi phí cho phía nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời cái chi phí từ phía khách hàng nó cũng sẽ giảm xuống, vì người sử dụng không thể một sớm một chiều là loại bỏ ngay cái thiết bị di động mà người ta đã trang bị. Đối với cái công nghệ truy cập thì ở đây sử dụng một cái công nghệ gọi là WCDMA. Thì CDMA á, thì nó đã tồn tại ở trong các cái hệ thống thông tin di động 2G rồi. Tuy nhiên cái công nghệ mà CDMA ở 2G ta gọi là CDMA băng hẹp. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng một cái CDMA mới được gọi là wideband, tức là CDMA băng rộng. Đây là một cái kỹ thuật truy cập vô tuyến. Kỹ thuật truy cập vô tuyến RAN, truy cập vô tuyến ở trong cái chuẩn UMTS này, tốc độ dữ liệu thì có thể được cái tốc độ là 144 kilobit trên giây. Còn khi mà tức là trong cái trường hợp là di chuyển nhanh, còn nếu mà di chuyển chậm á, thì nó có thể có cái tốc độ cao hơn, tức là 384 kilobit trên giây. Và nếu như mà cố định không di chuyển thì nó có tốc độ khoảng 2 megabit trên giây. Cái điều này thì một vài bạn là ít có để ý. Nên là chúng ta dùng một cái máy điện thoại mà chúng ta trao đổi thông tin, cái thông tin thoại thì không có vấn đề gì, nhưng nếu chúng ta trao đổi thông tin dữ liệu thì nếu như mình đứng yên một chỗ, tốc độ truy cập dữ liệu của mình sẽ cao. Còn nếu như chúng ta di chuyển thì cái tốc độ truy cập dữ liệu của mình nó sẽ giảm xuống. Vì sao như vậy? Bởi vì nhiều cái lý do. Trong đó cái lý do lớn nhất á, là cái môi trường truyền sóng của mình, khi mà mình đứng yên á, là cái môi trường truyền sóng không đổi, cho nên á, là mình sẽ trao đổi thông tin được với tốc độ cao. Còn nếu như mà mình di chuyển với một cái tốc độ cao thì lúc này á, là môi trường truyền sóng của mình thay đổi lớn, và cái môi trường truyền sóng của mình khi mà nó thay đổi lớn như vậy á, thì chúng ta rất là khó khăn để mà khôi phục lại cái tín hiệu gốc ban đầu. Thì các bạn dùng là như thế này. Khi chúng ta truyền sóng như vậy thì nó có những cái kỹ thuật. Ví dụ chúng ta sẽ truyền một cái mẫu pilot. Mình gửi đi. Thì qua cái môi trường truyền sóng của mình á, là mình nhận được không đổi chẳng hạn như thế, thì mình cũng nhận được một cái tín hiệu hình dáng như thế này, nhưng mà tất nhiên là cái biên độ của nó suy giảm đi một đoạn chẳng hạn như thế. Như vậy những cái mẫu dữ liệu tiếp theo của mình chẳng hạn, mình gửi cái tín hiệu này đi như thế này, thì qua cái môi trường truyền sóng của mình á, thì nó sẽ
thay đổi như vậy. À, như vậy khi mình thu cái này, khi mình thu nhận được pilot chẳng hạn như thế, mình suy ra được cái đoạn thay đổi này, tôi gọi là cái kỹ thuật, tôi dùng kỹ thuật ước lượng để ta tính được à cái sự biến thiên môi trường truyền sóng này. À, thì về sau này chúng ta học cái kỹ thuật ước lượng, chúng ta sẽ nắm được cái vấn đề này. Và khi chúng ta biết được cái quy luật này rồi á, thì ta sẽ dễ dàng suy ra được những cái tín hiệu khác ở những cái thời gian tiếp theo. À, mình thu nhận được cái tín hiệu ở những cái thời điểm tiếp theo, ở những cái mẫu ở những thời điểm tiếp theo, thì chúng ta cũng dễ dàng suy ngược trở lại. Nhưng khi mà mình di chuyển chẳng hạn như thế, thì khi chúng ta di chuyển nhanh, khi chúng ta di chuyển nhanh, thì việc mà chúng ta bắt lại được ngay cả chính cái tín hiệu pilot cũng đã là rất là khó khăn, bởi vì cái môi trường truyền sóng của mình nó thay đổi à, tại cái thời điểm này là nó như thế này, nó khoảng như thế này, nhưng mà ở tại cái thời điểm khác chẳng hạn như thế thì có thể là nó suy giảm rất lớn. Đấy, ví dụ như thế, thì lúc này những cái ở giữa này thì nó theo cái quy luật gì, thì cái đó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ di chuyển của mình, tốc độ di chuyển của mình. Nào, biết đâu ở tại cái giữa này á, thì cái quy luật của mình nó có thể làm thay đổi, nó nhảy vọt chẳng hạn, có thể là lại tăng cái tín hiệu thu nhận của mình lại lên cái mức độ như thế này chẳng hạn như thế. Thì như vậy là gì, cái chất lượng tín hiệu của chúng ta khi mà chúng ta di chuyển nhanh thì cái chất lượng tín hiệu của mình nó sẽ giảm xuống, do đó khi mà di chuyển cao thì tốc độ truy cập nó phải giảm. Đấy, thì cái điều này khi mà chúng ta sang phần ước lượng thì chúng ta sẽ nắm rõ hơn ở chỗ này. Khi chúng ta sang phần ước lượng và khi chúng ta sang cái chương 2 là cái chương về môi trường truyền sóng thì chúng ta sẽ rõ hơn về cái chỗ này. À, nó hỗ trợ cái kỹ thuật chuyển mạch gói và chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói cho dữ liệu và chuyển mạch kênh cho thoại. Có hai cái băng thông, à, có băng thông ở 2m và hoạt động ở cái băng tầng khoảng 2GHz. Cái băng tầng này thì nó cũng tùy theo các cái nhà mạng thôi, và chúng ta có thể là truy cập được internet. Thì một trong những cái đặc điểm nổi trội của 3G đó là phải cung cấp được cái khả năng truy cập internet. Thì nhìn chung ở cái release thứ 3 này thì cái cấu trúc của một cái mạng 3G nó không quá khác so với lại 2G, bởi vì có thể nói đây là một cái sự kế thừa. Ở cái phần mà người sử dụng thì chúng ta cũng sẽ có ME và USIM. Như vậy đó là cái thiết bị di động, ME là thiết bị di động, còn cái module nhận dạng thuê bao thì ta gọi là cái USIM. Đấy, module nhận dạng thuê bao thì bây giờ mình gọi là USIM, vì nó ở trong cái máy di động cho nên là cái giao diện giữa ME và USIM này là cái giao diện CU, giao diện đồng. Thành phần thứ hai đó là cái thành phần ta gọi là Ultran. Thì Ultran này á thì nó bao gồm là các cái RNS. Đấy. Cái RNS tức là các cái hệ thống mạng vô tuyến. Các cái RNS. RNS này chúng ta có thể hình dung so với lại là 2G, đó là các cái BSS, thì bây giờ mình gọi nó một cái tên khác là RNS. Đấy. Thì trong cái BSS thì mình có là BSC, thì ở đây mình sẽ gọi là RNC. Đó. Còn BTS thì mình gọi là các cái nút bi, ha. Đấy. Thì như vậy là ta thấy là nó cũng gần với lại là GSM thôi, nhưng mà nó đổi sang một cái tên khác. Ở trong cái mạng lõi thì nó cũng bao gồm nhiều cái thành phần, ví dụ như là MSC thì bây giờ nó cũng có MSC, HLR, VLR, AUC chẳng hạn thì nó cũng có ha. Rồi bây giờ nó bổ sung thêm một cái là cái thành phần EIR. EIR là cái thanh ghi định vị thiết bị, thanh ghi định danh thiết bị. Rồi nó bổ sung thêm một vài cái thành phần như là GMSC, thì thực ra bên kia cũng có GMSC, là cái tổng đài cổng để nó có thể giao tiếp với lại là một cái mạng khác như là PSTN hay là ISDN. Còn đối với lại là giao tiếp với internet thì ở đây nó vẫn có thể chạy theo một cái cách gần giống như là GPRS, tức là nó sẽ đi qua SGSN và GGSN như thế này, đi qua SGSN và GGSN. Như vậy là cái kiến trúc của
3G mà cái phiên bản thứ ba thì nó cũng rất là gần với lại là cái phiên bản GSM. Đối với thiết bị người sử dụng, ta gọi là UE, tức là cái User Equipment, thì đây là cái thiết bị đầu cuối của UMTS, mà tất nhiên là cái thiết bị của người sử dụng, sở hữu là người sử dụng. Đối với cái UI này thì nó sẽ bao gồm là cái máy di động, thì cái này nó cũng giống y như là trong GSM thôi hả. Như vậy là MI này á, thì nó sẽ làm nhiệm vụ là truyền dữ liệu và báo hiệu thông qua cái giao diện vô tuyến, tức là khi mà nó giao tiếp với lại là các cái BTS. Đấy, thì như vậy á, là đây là cái giao diện vô tuyến, cái giao diện vô tuyến ở đây. Đấy, cái môi trường truyền sóng của mình là vô tuyến. Kết cuối di động MT, cái cuối di động MT là cái thiết bị á, thì nó sẽ thực hiện cái chức năng đầu cuối vô tuyến như là nhận thực và quản lý di động. Thiết bị đầu cuối TE thì nó sẽ gồm các cái phần cứng như là loa, micro, màn hình, camera. Như vậy thì thực ra là cái này mình làm chi tiết hơn thôi, tức là trong một cái MI, cái máy điện thoại đó, di động đó, thì nó sẽ bao gồm hai phần, một cái phần là phần vô tuyến tức là MT, còn thành phần thứ hai là những cái thành phần mà giao diện với người sử dụng thì ta gọi là TE. Đấy, thì cái này nó cũng hơi gần giống với lại là một cái máy tính mà khi chúng ta nối vào mạng, thì cái máy tính nói chung thì chúng ta sẽ bao gồm hai cái thành phần. Nếu nếu mà nó đứng ở trong cái topo của một cái mạng dữ liệu thì nó sẽ bao gồm hai phần, cái thành phần giao tiếp với người sử dụng thì bao gồm là màn hình, bàn phím, ở đây nó giống như cái TE, và cái thành phần cái card mạng hay là modem, card mạng modem thì nó gần giống như cái MT này. Đấy, nói như vậy để cho các bạn dễ hình dung. Và USIM, tức là SIM, thì ở trong GSM á, thì SIM nó lưu giữ cái thông tin cá nhân và được cài cứng ở trên cái card này. Còn ở trong UMTS thì cái module nhận dạng thuê bao được cài như là một cái ứng dụng. Như vậy ở trong cái USIM này thì mình sẽ có một cái UICC. Ở trong này nó sẽ lưu trữ nhiều cái ứng dụng và nhiều cái chữ ký khóa điện tử. Đấy, như vậy nó sẽ gồm có ứng dụng và các cái khóa để phục vụ cho những cái mục đích khác nhau. Ví dụ như là để cho phép các sử dụng các ứng dụng, cho phép sử dụng các cái dịch vụ, cũng như là tăng cái tính bảo mật lên. Đó, ví dụ như thế. Như vậy cái USIM của 3G hay là UMTS thì nó phức tạp hơn so với cái USIM của các cái hệ thống 2G. Đó. Thì bây giờ nó đã qua cái thời kỳ đó rồi, nhưng mà nếu như các bạn còn nhớ là mình vừa rồi thì mình có 3G, khi mà lên 4G thì mình muốn sử dụng được cái dịch vụ 4G thì mình đi phải đi đổi SIM 3G thành 4G. Thì trước đây cũng như vậy, khi chúng ta dùng cái SIM 2G, ta muốn lên 3G thì ta cũng phải đi đổi SIM để chúng ta mới dùng được. Đấy. Và cái SIM này nó sẽ chứa các cái hàm, các cái số liệu để nhận dạng và nhận việc thực thuê bao. Đấy. Nó có thể lưu cả cái bản sao hồ sơ của thuê bao để mà truy cập khi cần thiết. Mạng truy cập vô tuyến Ultran là một cái thành phần mà để liên kết giữa người sử dụng, tức là thiết bị người sử dụng và mạng lõi. Đấy. Như vậy cái Ultran là cái thành phần trung gian. Tuy nhiên cái thành phần trung gian này thì nó bao gồm hai cái nhóm thiết bị mà gần giống như GMS, tức là một cái là cái trạm thu phát vô tuyến thì bây giờ mình sẽ gọi là nốt pin, và một cái là cái trạm, một cái trung tâm quản lý thì bây giờ mình sẽ gọi là ANC. Đấy. Giữa Ultran và mạng lõi thì nó sẽ có cái giao diện là cái giao diện EU. Còn giữa Ultran và thiết bị người sử dụng đó, và người sử dụng hay là thiết bị di động thì nó sẽ có cái giao diện là UU. Còn giữa các cái nốt bi với lại các cái anmc thì nó sẽ có cái giao diện là EU.
ANSI, tức là cái bộ điều khiển vô tuyến, thì nó sẽ chịu trách nhiệm cho một hoặc là vài cái nút bi, tức là các cái trạm gốc. Và các ANSI thì có thể là nối với nhau qua cái giao diện là IUR này. Bộ điều khiển vô tuyến là cái điểm truy cập dịch vụ mà Utran cung cấp cho các cái cho mạng lõi. Đấy, cho mạng lõi. Như vậy từ một cái mạng lõi thì mình sẽ nối đến Utran và nối qua hai cái giao diện, một cái giao diện đi theo cái đường chuyển mạch kênh và một cái giao diện đi theo cái đường chuyển mạch gói, mình gọi là IUCS là chuyển mạch kênh, một cái giao diện đi theo chuyển mạch gói là UIPS. Về nhiệm vụ của các cái ANSI thì nó sẽ thực hiện ngoài cái việc là quản lý chung thì nó còn làm thêm một số cái nhiệm vụ như là bảo vệ cái sự bí mật và toàn vẹn. Thì sau cái thủ tục nhận thực và khóa thỏa thuận các cái khóa thì cái khóa bảo mật và toàn vẹn sẽ được chuyển vào cái ANSI và sau đó cái khóa này sẽ được sử dụng bởi các cái hàm an ninh là F8 và F9. Nhiệm vụ thứ hai đó là nó sẽ thực hiện các cái hoạt động chuyển giao mềm. Thì người sử dụng được nối vào các cái ANSI phục vụ. Tức là một cái thiết bị di động chẳng hạn như thế, nó thuộc về một cái ANSI nào đó. Và khi cái người sử dụng này di chuyển đến một cái ANSI khác chẳng hạn, nhưng mà nó vẫn kết nối với cái ANSI cũ, thì lúc này ta sẽ có một cái ANSI trôi, gọi là drip ANSI, sẽ cung cấp tài nguyên vô tuyến cho cái người sử dụng đó. Nhưng lúc này cái ANSI phục vụ á, thì nó vẫn quản lý cái kết nối, cái cũ nó vẫn quản lý kết nối của cái người sử dụng đến CA. Như vậy chỉ có một cái ANSI phục vụ là đảm bảo cái giao diện kết nối với mạng lõi. Còn các cái ANSI khác, tức là các ANSI mà khi cái thiết bị của người sử dụng nó đi ngang qua, mà nó tạm thời đi ngang qua, thì nó sẽ làm nhiệm vụ là định tuyến và chuyển thông tin giữa các cái IUB và các IUR thôi mà thôi. Đấy, như vậy nó sẽ chuyển giúp các cái thông tin. Còn cái nhiệm vụ kết nối với mạng lõi thì lúc này là do cái ANSI dịch vụ nó làm điều này. Và ta có một cái ANSI đặc biệt là cái ANSI điều khiển, tức là cái control ANSI, thì mỗi cái nút bi thì nó có một cái ANSI điều khiển chịu trách nhiệm cho các cái tài nguyên vô tuyến của nó. Ở trong UMTS thì cái trạm gốc nó gọi là nút bi và nhiệm vụ của nó là thực hiện nối kết giữa cái thiết bị đầu cuối của người sử dụng với lại là các cái thành phần ở bên trong mạng UMTS, mà cụ thể nhất là nó sẽ nối vào ANSI. Nút bi nó nhận tín hiệu trên cái giao diện IUB từ ANSI và chuyển đến thiết bị của người sử dụng thông qua cái giao diện là UO và ngược lại. Ngoài ra thì nút bi còn thực hiện một số các thao tác quản lý tài nguyên vô tuyến như là điều khiển công suất vòng trong. Các bạn hình dung mình có nhiều cái UE và ở các cái khoảng cách khác nhau nhưng mà nó vẫn thuộc cái vùng phủ sóng của cái nút bi này chẳng hạn. Thì cái nào mà ở gần cái nút bi hơn á thì khi mà nó phát một cái tín hiệu cùng cái công suất với lại cái ở xa thì cái nút bi nó chỉ thu nhận được cái tín hiệu của cái thiết bị ở gần, còn cái những cái thiết bị ở xa thì nó sẽ bị che lấp. Lúc này cái hiện tượng các bạn, hiện tượng che khuất nó sẽ xuất hiện như vậy, tức là cái tín hiệu ở gần nó át hết cái tín hiệu của cái thiết bị ở xa, giống như thế này. Nếu như các bạn nói nha, các bạn nói ở phía lớp chẳng hạn vọng lên, nhưng mà bây giờ tôi đeo cái tai phone ở gần cái tai của tôi
Thì lúc này tôi chỉ nghe, tôi không nghe các bạn nói nữa, mà tôi chỉ nghe ở trong cái tai phone của tôi thôi, chẳng hạn như thế. Bởi vì là cái âm thanh bây giờ là cái tai phone nó gần tôi hơn là cái những cái âm thanh từ các bạn phát ra. Cho nên là tôi tại cái bên thu của tôi, tức là cái tai của tôi, thì tôi chỉ nghe cái tai phone của tôi, tức là những cái tín hiệu ở gần mà thôi. Đấy, thì cái điều này là nó đã xảy ra đối với lại là GSM. Như vậy là nếu như mình phát cùng một cái công suất cho các cái thiết bị đầu cuối mà phát cùng một cái công suất, thì lúc này là nó chỉ thu tốt được những cái thiết bị ở gần, còn những cái thiết bị ở xa thì nó gần như nó không có thu gì được cả. Đấy, nó không thu gì được cả. Cho nên nó ở đây thực hiện một cái chức năng, đó là gọi là điều khiển công suất phần trong. Thì bây giờ là nó sẽ đo cái công suất của từng cái thiết bị một với nhau, và nó sẽ điều khiển ngược trở lại là à, anh này á, là anh ở gần, cho nên anh phát nhỏ lại giùm tôi nè, bây giờ anh nói to quá là người khác nói tôi không có nghe. Đấy, còn anh này ở xa á, thì thôi anh làm ơn anh nói to lên một chút nha, đó chẳng hạn như thế. Cho nên là cuối cùng là tôi sẽ nghe hết tất cả mọi người ở đây, mặc dù là có anh ở gần, anh ở xa. Như vậy những cái thiết bị ở xa thì mình sẽ nói, mình sẽ phát với công suất lớn, còn thiết bị ở gần thì mình sẽ phát công suất nhỏ. Và điều này nó sẽ dẫn đến là một cái vấn đề là một thời gian trước đây người ta hay bàn cãi là cái pin của các thiết bị di động 3G. Người ta cho là đối với cái thiết bị di động 3G thì nó mau hết pin hơn là so với lại là 2G. Và một số người thì lại là không đồng ý như thế. Thì người ta tranh cãi với nhau vì sao như vậy. Thế thì nếu như mà mình đứng ngay dưới cái nút pin này, tức là mình ngay dưới cái trạm thu phát vô tuyến, thì có thể nói là gì? Cái pin của UMTS hay là 3G nói chung là nó sẽ không có tổn hao nhiều như là GSM, bởi vì lúc này mình sẽ phát với một cái công suất thấp hơn, đúng không? Tuy nhiên trong thực tế là mấy khi chúng ta được đứng ở dưới cái trạm thu phát này, trừ khi là nhà mình là mình có luôn cái trạm thu phát đấy, còn thông thường là chúng ta sẽ ở quanh quẩn, ở đâu đó quanh quẩn và ở cái khoảng cách xa, nói chung là như thế. Và khi mà xa thì bây giờ cái công suất phát trung bình của mình nó lại cao hơn so với lại cái công suất phát trung bình của các hệ thống 2G. Cho nên pin của 3G nó sẽ nhanh hết hơn so với 2G là vì như vậy. Đấy, thì đấy là cái điều đương nhiên. Còn nếu như lúc nào mình cũng ở gần cái trạm thu phát hết thì lúc này pin của mình nó sẽ lâu hết hơn so với lại là 2G. Thì đấy là cái trường hợp đặc biệt. Còn chúng ta tính trung bình thì thông thường là sẽ nhanh hết pin hơn. Bởi vì lúc này mình có một cái công suất cao hơn. Thì cái công suất cao hơn á, là nó cũng nhiều cái lý do, bởi vì là cái thiết bị 2G là những cái thiết bị đơn giản, còn cái thiết bị 3G là độ phức tạp nó cao hơn, ví dụ lý là mạnh hơn, công suất lớn hơn và hoạt động nhiều thủ tục hơn. Vì vậy nếu mà chúng ta phát cùng một cái công suất nói chung thì cái pin của những cái thiết bị 3G nó đã tổn hao nhanh hơn so với 2G, đó là đã là một cái điều hiển nhiên. Đấy. Tuy nhiên ngoài cái việc là hoạt động ở bên trong thì nó còn hoạt động bên ngoài, tức là cái MT và cái MI lúc nãy đó, thì như vậy á, là ở trong cái phần vô tuyến thì nó còn phải làm thêm một cái nhiệm vụ nữa, do đó là pin nó nhanh hết hơn so với 2G là vì như thế. Trong cái mạng lõi thì nó được cấu trúc thành ba cái miền khác nhau, miền chuyển mạch gói, miền chuyển mạch kênh và cái môi trường chủ. Đối với cái miền chuyển mạch gói thì nó đảm bảo cho các cái dịch vụ số liệu của người sử dụng bằng các cái kết nối Internet đến các cái mạng số liệu khác nhau. Đối với miền chuyển mạch kênh thì nó đảm bảo cho dịch vụ điện thoại đến các cái mạng khác bằng kết nối TDM, tức là ghép kênh phân chia theo thời gian. Các nốt bi trong chuyển mạch lõi CN thì nó sẽ được kết nối với nhau theo cái đường trục của các cái nhà cung cấp dịch vụ. Và cái công nghệ thường được sử dụng ở đây á, là cái công nghệ ATM và có thể là có IP được kết hợp vào. Mạng đường trục ở trong miền chuyển mạch kênh thì nó sử dụng TDM, còn trong miền PS thì nó sẽ sử dụng IP. Đối với cái miền chủ, môi trường chủ thì nó lưu giữ các cái hồ sơ thuê bao của các cái nhà khai thác.
cái môi trường chủ này nó cung cấp cho các cái mạng dịch vụ các thông tin về thuê bao, về cước và nhận thực của người sử dụng, tính cước cho các cái dịch vụ mà nó cung cấp. Nốt hỗ trợ dịch vụ GPIS thì ở đây là mình sẽ có cái SGSN node, SGSN node nó là cái nút chính của cái miền chuyển mạch gói, nó là nút chính của miền chuyển mạch gói, nó nối đến UTRAN thông qua cái giao diện là EUPS. UTRAN được nối vào thông qua cái giao diện EUPS và nối đến GGSN thông qua cái giao diện là GN. Nhiệm vụ của nó là chịu trách nhiệm cho tất cả các kết nối PS của tất cả các thuê bao. Như vậy các thuê bao nó truyền vào, nhưng mà nếu mà đi chuyển mạch gói thì nó được đổ về SGSN này. Số liệu lưu trong SGSN thì nó bao gồm IMC, như vậy là nó cũng giống như trong 2G, đó là cái số nhận dạng thuê bao di động quốc tế. PTNC, đó là cái số nhận dạng thuê bao di động tạm thời gói, và PDB, theo cái giao thức số liệu gói PDP. Về số liệu lưu trong SGSN thì nó sẽ bao gồm là cái vùng định tuyến thuê bao, và cái số VLR và các địa chỉ GGSN của từng GGSN có kết nối tích cực. GGSN là để kết nối với các cái mạng số liệu ở bên ngoài. Thì tất cả các cuộc truyền thông dữ liệu từ thuê bao mà đến Internet nói chung hay là các cái mạng dữ liệu khác thì nó đều thông qua GGSN này. Và cũng giống như SGSN, thì GGSN nó cũng lưu giữ hai cái kiểu số liệu, đó là cái kiểu thông tin thuê bao và cái thông tin vị trí. Về cái thông tin thuê bao thì nó sẽ lưu giữ IMC và PDP. Còn về cái thông tin vị trí thì nó sẽ lưu giữ cái địa chỉ SGSN mà cái UE này nó đang kết nối trực tiếp, và cái GGSN nối đến Internet thông qua cái giao diện GI và đến cái Border Gateway thông qua cái GP. Border Gateway là cổng giữa cái miền PS là cái miền chuyển mạch gói với các cái mạng thông tin di động khác. Thì cái chức năng của cái nốt cổng biên này thì nó cũng giống như cái tường lửa của Internet, để nó đảm bảo cái an ninh, chống lại các cái sự tấn công từ bên ngoài. Đối với bộ ghi định vị khách thì bộ ghi định vị khách nó là một cái bản sao của HLR mà cho cái mạng phục vụ. Như vậy cái dữ liệu của thuê bao cung cấp cho các dịch vụ thuê bao được copy từ HLR thì nó sẽ được lưu tại VLR. Và các cái MSG, SGSN đều có VLR nối với chúng. Các cái dữ liệu được lưu ở trong VLR thì bao gồm là IMC, SI, ISDN, TIMC nếu có, hoặc là cái vùng định tuyến tạm thời của thuê bao, các cái MSG, SGSN hiện thời mà cái thuê bao nói đến. Ngoài ra thì VLR có thể lưu giữ các cái thông tin dịch vụ mà thuê bao được cung cấp. Cả SGSN và MSC đều thực hiện ở trên một cái nốt vật lý với VLR. Vì thế, nó còn được gọi là VLR SGSN hoặc là VLR MSC. Cái trung tâm chuyển mạch di động và trung tâm chuyển mạch di động cổng thì nó thực hiện các cái chức năng như sau. MSC thực hiện các kết nối giữa cái chuyển mạch kênh giữa đầu cuối và mạng, tức là cái kết nối chuyển mạch kênh, kết nối thoại đó, nó thực hiện các chức năng báo hiệu và chuyển mạch liên quan đến các cái thuê bao trong cái phạm vi quản lý. Các chức năng của MSC, UMTS thì nó cũng giống như là GSM, nhưng mà nó có nhiều cái chức năng hơn. Các cái kết nối chuyển mạch kênh thực hiện ở trên cái giao diện CS giữa cái UTRAN và MSC. Và các MSC thì nối đến các cái mạng bên ngoài thông qua cái MSC cổng. Như vậy cái MSC cổng á, thì nó có thể là một trong số các MSC. Thì có thể nói là một vài cái MSC đặc biệt, hoặc là những cái nhà mạng mà người ta
không có cái phạm vi lớn thì người ta có thể dùng một cái MSC vừa đóng cái vai trò là MSC cục bộ và vừa đóng cái vai trò là MSC cổng. Nếu chúng ta phân thành MSC cổng á, thì cái nhiệm vụ chính của nó là thực hiện các cái chức năng định tuyến liên quan đến các cái vùng mà có các cái MS và các mạng bên ngoài tìm cách kết nối đến cái mạng di động của một cái nhà cung cấp dịch vụ, thì MSC nó sẽ tiếp nhận cái yêu cầu này và thiết lập kết nối truy xuất HLR về cái MSC mà trực tiếp quản lý đến cái thuê bao tương ứng đó. Hồ sơ thuê bao của các nhà cung cấp thì nó được lưu ở trong môi trường chủ. Như vậy nó cung cấp cho các cái mạng phục vụ, các mạng dịch vụ về thông tin của thuê bao và cước để mà thực hiện trong cái hoạt động nhận thực và tính cước cho các cái dịch vụ mà nó cung cấp. Tất cả các dịch vụ được cung cấp và các dịch vụ bị cấm thì nó đều được lưu trữ ở trong cái môi trường chủ này. Như vậy trong môi trường chủ thì nó sẽ bao gồm các cái khối chức năng là HLR, AOC và EIR. Thì cũng giống như là trong GSM á, thì HLR nó là một cái bộ cơ sở dữ liệu quản lý cho các cái thuê bao di động. Một cái mạng di động, một cái nhà mạng như thế thì người ta có thể có một hoặc là nhiều cái HLR phụ thuộc vào dung lượng và cái tổ chức ở bên trong. Về cơ sở dữ liệu của HLR thì nó sẽ chứa đựng IMSI, tức là cái định danh thuê bao di động toàn cầu, và cái số thuê bao, tức là cái MS ISDN, rồi địa chỉ PDP, tức là phục vụ cho cái việc truyền dữ liệu. Thì cả IMSI và MS ISDN thì nó đều dùng một cái khóa để mà truy cập và thông tin. Thì cái này thì cũng gần giống như trong GSM vậy. Để định tuyến và tính cước các cuộc gọi thì HLR nó còn lưu giữ cái thông tin về SCSN và VLR đang quản lý trực tiếp đến cái thuê bao đó. Và các cái dịch vụ khác như là chuyển hướng cuộc gọi, tức là mình gọi đến cái thuê bao này nhưng mà cái thuê bao này trong một khoảng thời gian không nhấc máy thì nó sẽ chuyển cuộc gọi qua một cái thuê bao khác chẳng hạn như thế. Hay là cái tốc độ truyền dữ liệu và hộp thư thoại thì cũng đều có trong cái danh sách, cũng như là các cái hạn chế dịch vụ hay là hạn chế chuyển mạng thì nó đều được lưu giữ ở trong cái HLR này. Trung tâm nhận thực AUC thì nó lưu giữ toàn bộ số liệu cần thiết trong cái quá trình nhận thực, mật mã hóa và bảo vệ cho sự toàn vẹn thông tin của người sử dụng. AUC nó liên kết với HLR và được thực hiện song song với HLR trong cùng một cái nốt vật lý. Yêu cầu đảm bảo AOC là nó cung cấp thông tin về các cái vector nhận thực cho HLR. Như vậy nó sẽ cung cấp thông tin nhận thực cho HLR để xem xét là cái thuê bao này là cái thuê bao như thế nào. Các cái khóa bí mật K cho từng cái thuê bao thì được lưu giữ ở trong AOC và các cái hàm tạo khóa. Như vậy nó bao gồm những cái thủ tục để mà sinh ra các cái khóa K này, thì các hàm này được đánh số từ F0 cho đến F5. Nó tạo ra các cái vector nhận thực trong cái thời gian thực thi SGSN và VLR yêu cầu, hay là cái tải xử lý thấp thì nó đều tạo ra các cái vector nhận thực này. Đối với cái thanh ghi nhận dạng thiết bị EIR, nó làm nhiệm vụ là chịu trách nhiệm lưu các cái số nhận dạng thiết bị di động quốc tế, tức là lưu các cái email. Email là cái số nhận dạng duy nhất, định danh duy nhất cho cái thiết bị đầu cuối. Thì các bạn còn nhớ là mình có thể tra cứu cái email ở trên cái thiết bị di động bằng cách là mình bấm sao thăng 06 thăng. Thì nó sẽ ra cái email này. Thì về nguyên tắc là email là một cái con số duy nhất. Tuy nhiên á, là đó là về lý thuyết thôi, còn nếu như mà thực tế thì cũng chúng ta cũng có thể là thay đổi được cái email này bằng một cái kỹ thuật là chúng ta sẽ
ghi vào cái firmware của cái thiết bị di động đó. Đấy. Đấy, ta sẽ ghi cái firmware của cái thiết bị di động đó lại cái số email đó. Đấy. Như vậy trong một số cái trường hợp và mà cái thiết bị mà nó bị cấm thì một số người có thể là thực hiện cái thao tác là ghi lại cái email này. Như vậy nó copy một cái email của một cái thiết bị mà nằm trong cái whitelist. Đấy. Và nó ghi cho cái thiết bị nằm trong cái blacklist. Như vậy cái máy blacklist đó có thể được dùng như là một cái máy whitelist. Tuy nhiên cái máy white trong cái danh sách trắng tức là whitelist. Tuy nhiên đó là nếu như cái nhà mạng người ta rà soát chẳng hạn như thế thì lúc này nó sẽ xảy ra cái trường hợp là có hai cái máy nằm trong cái whitelist mà cùng cái email. Thì lúc này khi mà trùng cái email như vậy thì có thể là người ta sẽ đưa ra một cái biện pháp nhất định gì đó, ví dụ như là cấm một lần hai cái máy này chẳng hạn như thế. Cho nên là một số người cẩn thận, ví dụ khi mà sau cái thông tin của cái máy điện thoại của mình lên á, ví dụ mình bấm các trên các cái smartphone chẳng hạn, mình bấm vào cái mục là system information chẳng hạn như thế, thì chúng ta sẽ thấy được cái email này và sau nó lên chẳng hạn như thế. Thì cũng rất là nhiều người người ta che nó đi chứ không có sau nó ra, vì sợ là một cái người nào đó người ta sẽ ghi vào firmware của một cái máy nào đó và có thể lúc này nó ảnh hưởng tới cái máy của mình. Đấy. Như vậy cái cơ sở dữ liệu này được chia thành ba cái danh mục thì cũng gần giống như ở trong CSM vậy, nó bao gồm ba cái danh mục là white, gray và black. Thì cái danh mục mà white thì nó sẽ là cái danh mục mà cho phép truy cập vào mạng, còn nếu như mà cái danh mục mà gray á thì nó sẽ là chứa các cái email mà đang theo dõi, đang cân nhắc. Còn nếu như nó là blacklist chẳng hạn như thế thì nó sẽ bị cấm truy cập vào mạng. Ví dụ một cái thiết bị mà thông báo là bị mất cấp thì cái email này sẽ đưa vào cái blacklist. Đấy, và nó có thể là bị cấm truy cập. Và cái danh mục này có thể sử dụng để cấm các cái series máy đặc biệt không được truy cập vào mạng vì không đúng theo cái tiêu chuẩn của quốc tế hoặc là không đúng theo cái tiêu chuẩn của nhà mạng chẳng hạn như thế. Ví dụ như một cái nhà mạng người ta muốn cấm một cái thiết bị nào đó của một cái hãng nào đó thì người ta cũng có thể làm bằng một cái biện pháp như thế này. Tất nhiên là tất cả là đều phải theo cái quy ước, theo các cái luật quốc tế. Về giao diện trong UNTS thì nó có một số các giao diện như là giao diện CU. Đây là cái giao diện mà nối giữa cái SIM card với MT ở trong UE đó. Cái giao diện thứ hai là cái giao diện UU, là cái giao diện vô tuyến. Như vậy đây là cái giao diện giữa MS và Node B. Giao diện thứ ba là giao diện EU, tức là giao diện này là giữa UTRAN và CS, thì nó bao gồm hai cái loại EU, đó là UPS và EUCS. UPS thì do cái packet như vậy cho cái miền chuyển mạch gói, và cái CS là do cái giao diện cho cái miền chuyển mạch kênh. Giao diện UR là cái giao diện nối giữa ANAC và ANAC, tức là giữa hai cái ANAC với nhau. Thì ban đầu cái giao diện này được thiết kế để đảm bảo chuyển giao mềm giữa các cái ANAC, nhưng mà trong cái quá trình mà phát triển thì nhiều tính năng mới nó được bổ sung vào cho cái giao diện này. Và cái giao diện EUB thì đây là cái giao diện nối giữa Node B và cái ANAC. Thì khác với lại là GSM thì đây là một cái giao diện mở. Một trong những cái sự khác biệt giữa UMTS và GSM là cái quản lý tài nguyên vô tuyến. Thì trong cái quản lý tài nguyên vô tuyến này thì nó có các cái chức năng mạng và chức năng nối kết. Cái chức năng mạng thứ nhất đó là cái điều khiển chấp nhận. Thì cái điều khiển chức năng này nó kiểm soát lưu lượng mới khi mà đưa vào trong mạng. Việc kiểm tra kết nối mới có thể chấp nhận hay là không chấp nhận, tạo cho các cái tham số cho cái nhu cầu mới hay không. Ví dụ như là mình khởi xướng một cuộc gọi nhưng mà mạng, nhà mạng người ta thấy cái lưu lượng nó nhiều quá thì người ta có thể là không chấp nhận. Cân bằng tải thì đây là một cái kỹ thuật mà quản lý cái tình trạng quá tải khi hệ thống nó vượt một cái ngưỡng nhất định và đưa ra các cái biện pháp đối phó để phục hồi lại cái trạng thái mà ở cái mức tải, gọi là tải cho phép hoặc là tải thông thường. Lịch trình gói
PS, đây là cái kỹ thuật điều khiển lưu lượng không gian và thời gian thực dữ liệu hóa của người sử dụng, quyết định khi nào là cho truyền gói tin, và tức là quyết định cái thời điểm để mà truyền thông tin và cái tốc độ bit cho cái việc truyền thông tin này là như thế nào. Về cái chức năng của nối kết thì có hai cái chức năng handover và cái chức năng điều khiển công suất. Đối với cái điều khiển handover thì nó sẽ kiểm soát và tiến hành cái quyết định chuyển giao và điều khiển các cái tập BS tích cực của MS. Còn cái chức năng mà điều khiển công suất thì nó sẽ duy trì cái chất lượng kênh vô tuyến, từ đó tối thiểu hóa và điều khiển công suất được sử dụng trong cái giao tiếp vô tuyến, tối đa hóa cái dung lượng của hệ thống. Về handover hay là chuyển giao thì trong UMTS nó có hai cái kỹ thuật chuyển giao, kỹ thuật chuyển giao mềm hơn và kỹ thuật chuyển giao mềm. Đối với kỹ thuật chuyển giao mềm hơn thì khi một MS trong cái phùng vũ của hai cái setter của một trạm gốc thì nó có thể giao tiếp đồng thời qua hai cái giao diện vô tuyến UU khác nhau và hai cái kênh được kết hợp cực đại cho cái bộ thu red này. Như vậy một cái kỹ thuật tôi gọi là kỹ thuật kết hợp cực đại có thể thực hiện ở trong cái chuyển giao mềm hơn này. Còn trong cái chuyển giao mềm á, là cái MS nó thuộc về hai cái vùng phủ của hai cái chặng gốc khác nhau và cái giao tiếp đồng thời cũng thực hiện trên hai cái giao diện vô tuyến UU này. Thì đối với downlink thì nó sẽ sử dụng cái bộ thu mà sử dụng cái kỹ thuật kết hợp cực đại. Thì sau này qua cái chương phân tập thì các bạn sẽ học cái kỹ thuật cực đại này, tức là nó sẽ thu nhận, nó sẽ sử dụng một cái kỹ thuật phân tập thu để mà kết hợp hai cái luồng thông tin từ hai cái anten khác nhau đưa đến. Còn đối với cái đường uplink thì nó sẽ định tuyến đến cái ANAC phù hợp để mà kết hợp chọn lựa, tức là nó sẽ chọn cái ANAC nào. Mục đích của điều khiển công suất là ngăn ngừa giao thoa vượt cái mức, tức là vượt cái SIR target này. Thì SIR là cái tỷ lệ tín hiệu trên giao thoa và do cái hiệu ứng gần xa, tức là các cái thuê bao gần khi mà nó phát cùng mức với cái thuê bao ở xa thì lúc này nó sẽ che khuất cái thông tin mà cái thuê bao ở xa đưa đến. Điều khiển công suất nó chia ra thành ba cái phạm vi. Cái phạm vi mà thường giao tiếp với người sử dụng thì nó sẽ có hai cái kỹ thuật điều khiển công suất, đó là điều khiển công suất vòng hở. Điều khiển công suất vòng hở này nó sẽ tính sơ bộ cái suy hao đường truyền từ cái MS mà về nốt B. Như vậy là tùy theo cái vị trí của MS mà cái suy hao đường truyền khác nhau, từ đó nó thiết lập nên cái giá trị công suất ban đầu để cho cái MS này phát ra. Đấy. Như vậy tránh được cái hiện tượng mà gần xa. Cái kỹ thuật thứ hai là cái kỹ thuật điều khiển công suất vòng đóng mà nhanh. Thì cái kỹ thuật này á là nó sẽ có một cái chu kỳ phản hồi 1.5 kHz cho việc điều khiển công suất được cho đường lên và đường xuống. Điều khiển công suất nhanh hơn cái tốc độ của cái fading relay khi mà cái MS di chuyển. Bởi vì khi mà MS mà nó di chuyển thì nó sẽ xuất hiện một cái fading relay theo thời gian. Tức là cái hiện tượng Doppler nó sẽ xuất hiện khi mà cái thuê bao của mình nó di chuyển, chẳng hạn như thế. Và cái hiện tượng Doppler này nó sẽ làm biến đổi cái kênh truyền fading relay này. Thì lúc này là cái kỹ thuật điều khiển công suất nhanh này nó sẽ thực hiện. Thì nếu như mà cái tín hiệu mà nó thu được mà nhỏ hơn cái ngưỡng cho phép thì nó bảo cái MS đó là tăng cái công suất lên để cho nó thu được tốt hơn. Tức là cái tỷ số tín hiệu trên giao thoa thì nó phải lớn hơn cái tỷ số tín hiệu trên giao thoa mà nó mong muốn. Khi mà cái thuê bao mà di chuyển nhanh thì lúc này cái giao thoa do cái hiện tượng là fading nó sẽ xuất hiện
Và như vậy á, là cái SIR nó sẽ giảm xuống. Như vậy nó nói là cái anh MS này nó tăng cái công suất tín hiệu lên để mà nó thu nhận được tốt hơn. Còn có một cái điều khiển công suất vòng ngoài nữa, thì nếu như cái chất lượng tín hiệu mà nhỏ hơn cái chất lượng đích á, thì nó sẽ tăng cái SIR target này lên, target này lên. Như vậy nó sẽ điều chỉnh cái điểm SIR target theo cái tỷ lệ lỗi bit mà nó mong muốn, và nó được ra lệnh bởi các cái ANSI. Trong cái kiến trúc 3G UMTS mà cái release thứ tư á, thì nó có một cái sự khác biệt nổi trội so với lại là release thứ ba, ở chỗ là cái mạng lõi bây giờ thì nó được bổ sung và thay thế các cái MSC chuyển mạch kênh bằng các cái MSC, ta gọi là các cái chuyển mạch mềm. Đấy, chuyển mạch mềm MSC thì nó bao gồm hai cái loại là MSC server và các cái cổng đa phương tiện media gateway này. Thì cái MSC server nó sẽ chứa các cái phần mềm điều khiển cuộc gọi và quản lý di động. Như vậy bây giờ mình thấy cái hai cái thành phần này nó tách biệt nhau. Cái thành phần mà phần mềm, phần điều khiển thì nó nằm riêng, còn cái phần chuyển mạch đó thì nó lại nằm riêng nhau. Và đó là hai cái thành phần vật lý và riêng biệt nhau so với lại là chuyển mạch kênh trước đây. Trong cái nền tảng chuyển mạch kênh trước đây á, thì mặc dù về khối chức năng thì phần điều khiển và phần chuyển mạch là cũng riêng nhau, nhưng mà nó nằm ở trong một cái thiết bị vật lý, thì bây giờ nó được tách ra thành hai cái thiết bị vật lý riêng biệt. Ma trận chuyển mạch thì nó nằm ở trong media gateway, và nó được cái media cái MSC server này nó điều khiển, và nó có thể nằm gần hoặc nó có thể nằm xa như thế này. Mình cũng có là MSC server hay là GMSC server để nó nối vào những cái mạng khác. Ở trên hình này thì chúng ta còn thấy là cái HLR thì nó còn có một cái tên nữa là một cái server thuê bao chủ, HSS. Và như vậy là nó sẽ nối vào các cái gateway S7, tức là các cái hệ thống báo hiệu số 7 ở đây. Thì thực ra cái S7 không phải là một cái mới, mà S7 là một cái kỹ thuật báo hiệu mà được áp dụng trong cái PSTN cũng đã rất là lâu. Và trước cái S7 thì người ta dùng một cái hệ thống gọi là hệ thống báo hiệu kênh kết hợp. Đấy. Thì cái nhược điểm của nó rất là nhiều. Sau khi mà dùng cái hệ thống báo hiệu kênh kết hợp và có những cái nhược điểm như vậy, thì người ta mới thay cái hệ thống báo hiệu cho chuyển mạch kênh là bằng cái hệ thống báo hiệu kênh chung. Và một cái hệ thống báo hiệu rất là nổi tiếng và tồn tại cho đến hiện nay là hệ thống báo hiệu kênh chung số 7 này, thì nó phục vụ cho cái mạng chuyển mạch kênh từ trước đến nay, phục vụ để mà điều khiển cuộc gọi cho các mạng chuyển mạch kênh từ trước đến nay. Thì bây giờ nó vẫn tiếp tục tham gia vào trong cái miền chuyển mạch kênh của các cái hệ thống UMTS thế hệ thứ tư này. Một cuộc gọi từ thuê bao di động đến một cái thuê bao thuộc chuyển mạch kênh hoặc ngược lại, thì nó sẽ thông qua cái sự điều khiển của MSC server và media gateway. Cái thông tin báo hiệu thì nó sẽ thông qua MSC server, tức là nó sẽ được cái sự tiếp nhận từ RNC và về đến các cái MSC server để đến hệ thống báo hiệu kênh chung số 7. Còn cái kênh thoại thì nó sẽ được chuyển qua media gateway và đưa đến PSTN và đến cái thuê bao cố định phù hợp. Để như vậy cái media gateway này nó sẽ nhận cái cuộc gọi từ RNC và chuyển cái cuộc gọi này đến đích dựa trên cái nền tảng của chuyển mạch gói. Còn cái lưu lượng mà dữ liệu gói á, thì nó sẽ đi qua SGSN và GGSN để đưa đến cái mạng chuyển mạch gói phù hợp. Mà thực ra thì chúng ta sẽ thường quan tâm đến cái mạng chuyển mạch gói lớn nhất hiện nay, đó là Internet. Như vậy cả số liệu và tiếng đều có thể sử dụng cái đường truyền IP. Như vậy trong cái mạng lõi ở đây thì cái nền tảng là IP. Các bạn thấy cái đoạn ở trong cái mạng lõi, cái cấu trúc mạng lõi là IP. Ở trong bảng 4 thì nó vẫn còn các cái thành phần của chuyển mạch kênh và chuyển mạch mềm. Thì sang cái bảng
5 và 6 thì cái kiến trúc bây giờ là một cái kiến trúc toàn IP. Đấy, một cái kiến trúc toàn IP. À, lúc này á, thì các cái thiết bị người sử dụng nó sẽ được hỗ trợ cái giao thức khởi tạo phiên, tôi gọi là cái giao thức SIP. À, với cái giao thức SIP này thì cái thiết bị người sử dụng có khả năng điều khiển và được hỗ trợ với cái số lượng dịch vụ nhiều hơn trước nữa. Như vậy cái điểm mới của R5 và R6 là cái IMS này, tức là cái phân hệ đa phương tiện. Đây là một cái miền mạng IP được thiết kế để hỗ trợ cho các cái dịch vụ đa phương tiện thời gian thực. Đấy, IP trên cái nền tảng là IP. Và cái vai trò của SGSN trước đây á, thì chủ yếu là nó hỗ trợ cho cái sự trao đổi thông tin dữ liệu kiểu gói, thì bây giờ nó quay ngược trở lại, nó hỗ trợ cho cái sự trao đổi thông tin của chuyển mạch kênh. Đấy, thì đấy là cái sự khác biệt của R5, R6 so với nổi trội của R5, R6 so với R4. Ở trong cái kiến trúc phân hệ IMS này thì chúng ta có các cái thành phần chính, đó là cái CSCF, tức là cái chức năng điều khiển phiên gọi. Nhiệm vụ của nó là quản lý cái việc thiết lập, duy trì và giải phóng các cái kênh, các cái phiên đa phương tiện. Đó, như vậy cái khái niệm phiên ở đây nó không chia ra như là ở các cái bản trước đây là chuyển mạch kênh hay chuyển mạch gói, mà bây giờ cái phiên là một cái phiên đa phương tiện. Trong một cái phiên trao đổi thông tin như vậy, trong một cái cuộc trao đổi thông tin như vậy, thì nó có thể sử dụng nhiều cái phương tiện khác nhau. Ví dụ như là thoại cũng được, mà dữ liệu cũng được, hoặc là vừa kết hợp thoại vừa kết hợp dữ liệu. Ví dụ như là mình có thể là mình sử dụng cái dịch vụ đại loại như là chat voice, hoặc là chúng ta là gì, video call, xong rồi mình vừa nhắn tin, hay là giống như chúng ta đang team như thế này, thì lúc này á, là đều có thể hỗ trợ được nhờ vào cái CSCF này. Và trong cái IMS này thì chúng ta còn thấy một cái phần tử nữa, đó là MGCF. Này, như vậy đó là cái chức năng điều khiển Media Gateway. Đấy, chức năng điều khiển Media Gateway. Thì cái Media Gateway á, nó sẽ thực hiện cái việc là nối kết với cái mạng bên ngoài, mà trong cái trường hợp này cụ thể đó là PSTN. Đấy. Và Media Gateway thì sẽ được điều khiển bởi MGCF. Đấy, MGCF. Như vậy nó sẽ điều khiển các cái cuộc gọi liên quan đến việc điều khiển kết nối cho các cái kênh lưu lượng. Kênh lưu lượng. Ở đây thì chúng ta gọi là các cái kênh đa phương tiện. Nó giao tiếp với lại là CSCF. CSCF và chọn cái CSCF phù hợp theo cái thông tin định tuyến, thực hiện chuyển đổi giao thức giữa các cái ISP và các cái giao thức điều khiển cuộc gọi trong cái phân hệ IMS này. Đấy. Ngoài ra nó còn chuyển cái thông báo hiệu, thông tin báo hiệu giữa CSCF và IMS Media Gateway. Đấy. Nó còn chuyển các cái thông tin báo hiệu. Chức năng tài nguyên đa phương tiện MAF thì nó hỗ trợ các tính năng tổ chức hội nghị nhiều phía. Ví dụ như là video conference hay là call conference chẳng hạn như thế. Phone conference. Đối với việc giao tiếp với các hệ thống báo hiệu thì ở đây nó có hai cái cổng, là cái cổng báo hiệu truyền tải. Thì cái cổng báo hiệu truyền tải TSGVK này thì nó sẽ giao tiếp với cái hệ thống báo hiệu số 7 mà nối với cái mạng bên ngoài như là PSTN. Còn cái cổng báo hiệu chuyển mạng ASGVK thì nó sẽ nối với cái hệ thống thông tin báo hiệu số 7 mà tiêu chuẩn cho các cái mạng di động hiện có. Có nghĩa là cái mạng di động mà sử dụng báo hiệu số 7 á, thì khi mà trao đổi thông tin á, thì nó sẽ dùng cái RSGVK này. Còn nếu như mà mình dùng cho cái cuộc gọi chuyển mạch kênh mà sử dụng báo hiệu số 7 thì nó sẽ thông qua TSGVK. Tuy nhiên,
TSCW và RSCW thì nó có thể là được bố trí thành hai cái khối riêng biệt, hoặc là nó có thể là kết hợp chung với nhau thành một khối, thì nó tùy thuộc vào cái năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ. Như vậy chúng ta kết thúc cái nội dung về tổng quan hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 ở đây. Chào các bạn.